Alo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh tiếp tục lên sóng review cho tất cả mọi người, quý vị anh chị và các bạn một mẫu xe mới cập bến cửa hàng của mình. Anh chị em và các bạn nào có nhu cầu mua xe, xem xe, trải nghiệm xe thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em. Địa chỉ thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Anh em nào xem được video của em thì có thể lưu số điện thoại của em vào danh bạ kia. Khi nào mà có nhu cầu mua xe, xuống xem xe thì có thể là alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để đỡ phải tìm lại kênh mua bán. Có khi là các bạn vừa xem được cái video này thoát ra cái là đã mất ngay, nó không còn để lấy số điện thoại nữa, thì các bạn tốt nhất là các bạn cứ lưu số điện thoại của em vào mà vào danh bạ của điện thoại kia, thì lúc nào cần thì chúng ta có ngay. Các bạn có thể xem video của em và bấm vào nút like và đăng ký kênh trực tiếp cho em, bật chuông thông báo lên để luôn luôn cập nhật được tất cả cái dòng xe mới về nhất bên em. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho mọi người một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, bản Z, máy 1.3, biển Hải Phòng, 15A13310. Với chiếc xe được sơn xi màu đen, con này thì màu đen nguyên bản, không đổi màu, và gốc Hải Phòng luôn, chính chủ luôn, biển Hải Phòng luôn. Con này thì trước đây đã qua dịch vụ rồi, nhưng mà chất lượng của chiếc xe thì còn khá là đẹp, và chiếc xe thì được trang bị khá nhiều đồ chơi, từ màn hình Android, từ cảm biến áp suất lốp, từ đèn bi, đèn gầm, đầy đủ hết, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương, gương cụp xòe. Xe này trang bị hệ thống hai túi khí bên tài và bên phụ, và chiếc xe này chỉ thiếu mỗi ABS thôi các bạn nhé, chỉ thiếu mỗi ABS so với những chiếc xe bản máy 1.5. Chiếc xe này thì khá tiết kiệm cho quý vị chị các bạn nào mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì khá là ok, đúng không ạ? Nói chung dòng Vios này thì 100 con thì cho dù bản đủ hay bản thiếu thì hầu như chiếc xe số tự động thôi thì bây giờ người ta không chạy theo dịch vụ, nhưng mà với chiếc xe số sàn từ bản đủ cho đến bản thiếu thì đều chạy qua dịch vụ rồi. Nhưng trước này thì được cái nó không đổi màu và xe đẹp, biển Hải Phòng, gốc Hải Phòng. Vì thế nên chất lượng chiếc xe thì khá là chắc chắn và giữ gìn. Sơ xi màu đen bây giờ ra tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng rồi. Và chiếc xe này hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với giá 298 triệu đồng. 298 triệu đồng thì bên em có làm trả góp ngân hàng loanh quanh khu vực Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình và Quảng Ninh. Còn ở xa quá thì với những chiếc xe như này thì khó làm trả góp lắm. Và đem thì thực ra là bán toàn những xe cỏ thôi. Đấy, nên là những cái chiếc xe thì hầu như là khách hàng toàn mua tiền mặt thôi, tại vì những xe lời nó hơi thấp một chút này, tầm tiền nó ít nên là không ai muốn trả góp. Với những chiếc xe như các salon khác thì 500-700 triệu hay là 1 tỷ thì là họ có thể liên kết với tất cả các ngân hàng trên toàn quốc để có thể là làm trả góp, nhưng bên em thì lại không làm những việc như vậy. Vâng, chiếc bản Z này thì màu đen và bán với giá 298 triệu đồng các bạn nhé. 298 triệu đồng thì nếu mà trả góp và quanh quanh thì khoảng tầm 50% thì chắc là tầm khoảng 150 thì các bạn có thể mang chiếc xe này về rồi. Để tầm hơn 100 các bạn mang chiếc xe này về rồi. Sơn xi màu đen được cái con này không đổi màu nên chất lượng chiếc xe khá đẹp, và con này thì khá là đẹp và chắc chắn. Xe thì chủ cũ được lên đồ chơi rất là nhiều và những cái mà tính năng an toàn, từ những cái cảm biến áp suất lốp rồi la răng đúc rồi nội thất rồi màn hình rồi đèn đóm của chiếc xe thì đều rất là đẹp. Biển Hải Phòng rất là ok cho mọi người. Chiếc xe này thì vừa mới đi về nên là hơi bẩn một chút, nên là chất lượng của chiếc xe thì rất là ok nhưng nó hơi bẩn một chút thôi. Các bạn có thể xem video thì nhìn nó hơi bẩn, nhưng mà các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em, địa chỉ thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng để trải nghiệm xem xe. Dàn 4 hốp của chiếc xe thì còn đến khoảng tầm 80% nhé các bạn nhé, 80% dàn 4 hốp của chiếc xe. Xi nhan được tích hợp trên gương, xi nhan tích hợp trên gương. Gương cụp xòe đầy đủ và tất cả những cái viền lốc mạ chrome của chiếc xe thì đều dán hết vùng quanh xe. Nó không có vè mưa nhưng mà nó trang trí một cái lớp viền chrome ở cái vè mưa cái rất là đẹp, tạo nên cái sự sang chảnh của chiếc xe. Xi nhan tích hợp trên gương và hệ thống đèn bi gầm rất là siêu sáng. Bên trên là đèn halogen rất là sáng các bạn nhé. Xe đẹp, không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn, không gặp nước. Và quạt sơ sát tiển sơn thì không tránh khỏi. Một chiếc Vios bản Z 2014 số sàn rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy từ những cái mà lốp lác của chiếc xe còn khá đẹp, 80% la răng đúc rất là ok. Xe được trang bị hai phanh đĩa trước và tăng chống phía sau. Rất là đẹp. Và đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 5 năm 2022, còn khoảng tầm 1 năm nữa. Bốn lốp của chiếc xe rất là đẹp luôn. Xe nó hơi bẩn chút này. Các bạn thấy chung là bẩn hay không thì cái đấy không quan trọng, quan trọng nhất là cái chất xe thôi. Còn cái vẻ hình thức bên ngoài để quay lên một cái video nó rất là đẹp. Đấy, thì nó cũng tạo được cái view. Nhưng mà đến khi các bạn xuống xem xe thì lại bảo là sao video đẹp thế mà xuống xem thì nó lại bẩn như thế này.
Thôi thì Tuấn Anh quay bẩn thì bỏ so video nó xấu xuế, mà xuống Tuấn Anh rửa đi thì nó lại đẹp hẳn lên. Đấy là cái vấn đề. Đấy, tất cả đều rất là đẹp cho mọi người. Nội thất thì được bọc một bộ áo ghế, nó là nội thất màu kem. Nhưng con này thì tất cả sơ si nội thất của chiếc xe là bộ nội thất hai màu giống như E, giống như E luôn. Hệ thống ghế, những hạt massage chống đau lưng rất là đẹp và lái xe đường dài. Nói chung là nó cũng mang lên cho các bạn một sự nổi trội, nóng bỏng. Keo chỉ chiếc xe thì gần như là zin hết 100%. Với những dòng taxi này thì nó không thể tránh được những cái mà va quẹt bên ngoài. Nhưng mà tất cả về những cái đâm đụng tai nạn của chiếc xe thì bên em cũng tiến hành kiểm tra và đầy đủ khi mua những chiếc xe về. Thì các bạn nghĩ đơn giản là một điều là khi chiếc xe này đến tay các bạn thì bên em là phải người bỏ tiền ra để mua chiếc xe này về, trưng bày ở cửa hàng và chờ khách để đến mua. Chứ không phải là bọn em mua về xong bọn em bán được. Vì thế nên là tất cả khi đã bỏ rơi đồng tiền ra thì tất cả đều phải xứng đáng và phải cân nhắc thật kỹ. Được không ạ? Vâng, kể cả từ cái hệ thống tay nắm mở cửa này, Tipo giống của những cái dòng xe rất là đẹp hiện nay. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ, hệ thống khoang cốp của chiếc xe dòng Vios thì các bạn biết rồi, rất là đẹp. Hệ thống lốp dự phòng và hệ thống kích kiếp của chiếc xe đầy đủ theo xe. Xe đẹp, phần đít này thì không có lỗi gì, không có lỗi nhá. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Đấy, phần gầm chiếc xe các bạn có thể ngó. Đây là một chiếc xe biển Hải Phòng và gốc Hải Phòng. Vì thế là chắc chắn là không có những cái phần mục mọt. Tất cả từ những cái phần khe mép từ cản trước bắt vào thân xe của nó thì rất là đều nhau. Tất cả những phần khe cánh cửa của chiếc xe thì đều rất là đều nhau. Đấy, một chiếc xe không có đâm đụng thì chắc chắn những cái phần đấy là nó còn nguyên các bạn nhé. Đấy, nội thất chiếc xe khá đẹp cho mọi người. Tuấn Anh quay rất là qua qua thôi. Đấy, chủ yếu là các bạn phải đến xem xe. Đấy, sờ tận tay, day tận mắt cùng với chạy thử thì nó sẽ có một cái điểm gì đó mà mình mua xe nó không bị áy náy và không bị lo nghĩ. Còn đâu tất cả các bạn mà không xuống xem được xe thì có thể alo ngay cho Tuấn Anh sẽ tả chi tiết cho mọi người. Vì anh em Tuấn Anh như này là phải đi bắt xe trực tiếp, mua xe của dân và hay là mua xe ở đâu thì cũng phải xem xe trực tiếp, không giống như những người bán hàng mà chỉ quay lên thôi về. Thế này là cứ quay lên thôi chứ còn đâu thực ra thì có khi là các bạn có thể hỏi vặn một hai câu là họ không biết gì. Nhưng mà riêng anh em Tuấn Anh đi mua xe thì phải kiểm tra chiếc xe và chất lượng Tuấn Anh là lúc nào cũng đảm bảo. Thì thứ nhất là biết rõ được nguồn gốc, thứ hai là có thể biết rõ về chi tiết của chiếc xe. Đấy là cái vấn đề quan trọng. Khi các bạn hỏi thì Tuấn Anh cũng biết được trả lời. Đấy, cho dù các bạn hỏi thế nào đi nữa thì Tuấn Anh vẫn trả lời cho các bạn một cách nhiệt tình. Đấy, chứ không phải là hỏi qua qua rồi đến lúc này không biết gì, đúng không ạ? Và nội thất chiếc xe thì như E rồi các bạn nhé. Đấy, như E. Trang bị túi khí nguyên bản theo xe nhé, không phải là lâng gì hết. Vì dòng bản Z này các bạn phải hiểu một rằng là tất cả những cái dòng bản Z này nó chỉ thiếu mỗi phần ABS đằng sau và máy 1.3 và một cái gương này chỉnh tay. Cái gương này là phải chỉnh tay, còn đó tất cả kính điện của nó là nguyên bản. Cái gương chỉnh tay thì bây giờ về bọn em cũng đã, hay là chủ xe cũ cũng đã lâng lên rồi. Đấy, các bạn phải hiểu thiếu là thứ nhất là máy 1.3, thứ hai là không có gương điện, thứ ba là không có ABS. Đấy, còn đó tất cả như nhau. Và cái thứ tư, nếu các bạn nhìn vào những chiếc xe mà chưa lâng thì cái phần táp lô này thì trên màu đen thì rồi thì không nói gì, nhưng mà phần dưới này nó cũng là màu đen. Tất cả phần táp ly cũng vậy, nó là đen xì hết. Và nội thất là ghế da màu đen. Đấy, với chiếc xe này thì lưng phun kịch như E, nên là tất cả nội thất thì như E hết các bạn nhé. Màn hình Android to phạc, âm thanh thì nghe rất là hay. Xe thì trang bị cả màn hình cam lùi, cam hành trình. Đấy, cam lùi này, nét căng và cam hành trình ở phía trên này, đầy đủ đồ chơi đăng kiểm dài, trần thì đã bóng được trần 3D chống nóng. Thực ra với những chiếc xe mà năm 2021 bây giờ, rất nhiều chủ xe về cũng bọc cái trần này. Không phải là do vấn đề gì người ta thích trần như thế này, nhưng mà với bọn em mua xe hay là tâm lý các bạn mua xe thì em vẫn thích trần nỉ nguyên bản các bạn nhé. Xe trang bị chìa khóa khiển theo xe. Với dòng này thì nó không quá khó khiển như những cái dòng khác. Đấy. Hệ thống gương cụm điện, gương cụm điện và xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ hết các bạn này.
rất là ok. Hệ thống kính điện đầy đủ. Kính điện nó là kính điện nguyên bản các bạn ạ. Vì thế là không phải những cái dòng lưng mà nó quạt cà quạt kẹt. Với những cái bản limo thì nó sẽ khác hẳn đi. Rất là ok. Vậy anh em nào có nhu cầu mua xe thì có thể đến với Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng. Cho dù các bạn mua được xe, không mua được xe thì Tuấn Anh vẫn vui vẻ đón tiếp một cách nhiệt tình. Nước chè, nước cháo đầy đủ, thuốc nước đầy đủ các bạn nhé. Tư vấn nhiệt tình và phấn khởi, không phải là cáu gắt thế này thế nọ. Vâng. Tìm được một người bán hàng uy tín thì nó rất là khó, tìm được một chiếc xe cũ lại càng khó hơn. Vì vậy thì các bạn có nhu cầu mua xe thì các bạn cũng tham khảo rất nhiều kênh rồi, chứ không phải là một kênh của Tuấn Anh hay là một bãi xe này. Nhưng mà nói chung là các bạn có thể là lưu số điện thoại của Tuấn Anh vào danh bạ kia. Đấy. Để có thể là ví dụ như ở xa xuống Hải Phòng có thể là gọi cho Tuấn Anh. Tuấn Anh sẽ đón tiếp một cách nhiệt tình nhất. Máy thì được trang bị động cơ 1.3 và cam kết cho các bạn là máy thì cái phần vách máy của chiếc xe thì chưa động đến cờ lê mỏ lết gì. Còn cái rong mặt rằn cò này thì các bạn có thể thấy đây. Đấy. Vâng, một chiếc xe khá đẹp, trang bị đèn bi cầu siêu sáng. Chúng ta thử bật cái đèn lên cho nhé. Còn chờ đợi gì nữa mà không đến với Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng để kiểm tra và xem mua cho mình một chiếc xe. Máy thì cam kết cho các bạn là máy cực êm và không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Bên trên thì được trang bị một cái đèn salon rất sáng, ban đi buổi tối rất sáng, sáng xanh luôn, sáng trắng luôn. Đấy, máy móc lổ rất êm, 1.3 hay 1.5 thì nó hơn nhau có 0.2 thôi. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất là máy lổ rất êm. Nếu các bạn mua chiếc xe này về chạy dịch vụ thì cũng khá là ok. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái đường bơm dầu nhá, không phải đường chia ABS đâu ạ. Đường bơm dầu cho tất cả phanh, không phải đường ABS nhá. Đấy, không lại cứ nhìn lấy tưởng ABS. Nếu mua về chạy dịch vụ với chiếc xe này thì quá là ok và quá đẹp và chắc chắn. Máy lổ khá tí tách luôn. Các bạn đóng capo xuống không nghe thấy tiếng máy luôn. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng. Rất mong quý vị chị và các bạn hãy ủng hộ em trong thời gian tới. Cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị chị các bạn ở những video tiếp theo.